Ở đây là bán bắp nướng nè, khoai nướng nè, rồi xúc xích nướng, rồi sim nướng, cái gì cũng nướng hết. Mỗi củ khoai gì mình bán bao nhiêu? 25.000 còn bắp. 15.000. Bắp có mỡ hành không hay là không có mỡ hành? Đi bán Đà Lạt nó khác trong Nam không? Trong Sài Gòn thì ra là chỉ có bán vậy thôi không? Nó mỡ, nó lạnh, nó nóng mỡ. Cái này nóng hổi vừa thổi vừa ăn đúng không? À, nhìn thấy hấp dẫn á. Khoai lang mật. Ngon chút. Ngọt. Còn ngọt. Nướng khoai sống á, ngon. Nướng khoai sống. Dạ. Khi mà nó chín lên rồi là nó dày nè. Còn nhiều người nó luộc qua rồi bị nướng không ngon. Không ngon, nó lúc nó bở luôn hả? Về Đà Lạt thì trước hết đó là ai cũng nhắc tới cái hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương nằm ngay lòng giữa của thành phố Đà Lạt ở đây. Và cái nơi này là một cũng là cái nơi mà xưa kia và bây giờ cũng vậy nữa, là có những cái cây bóng mát nó chạy dài trong cái trung nguyên của cái diện tích 5 cây số này của hồ Xuân Hương, để cho tất cả những cái lứa đôi hay là những người bạn hay là những người thân đi dạo trong cái hồ này, ngồi để ngắm chiều hoàng hôn của Đà Lạt. Đó nên nó có cái tên là Đà Lạt Hoàng Hôn là như thế. Thưa quý vị, đi ngang qua cái hồ Xuân Hương, nhìn những cái bóng mát như thế này đó, có nhiều người lầm lắm, tại vì thấy nó mát như vậy đó. Nhưng mà những người ở đây đó, người ta nói đây là lạnh. Thật sự ra thì chúng tôi thấy nó mát. Đang ngoài nắng thì nó hơi nóng nóng chút xíu, thấy không? Mà ngồi trong bóng mát về thì mặc áo gió như vậy nè, nó lạnh lắm. Ở đây là bán bắp nướng nè, khoai nướng nè, rồi xúc xích nướng, rồi sim nướng, cái gì cũng nướng hết. Anh tên gì? Út. Út bán đây lâu chưa? Dạ lâu. Lâu hả? Cứ bán từ lúc mấy giờ mình ra đây mình ngồi mình bán? Dạ mấy giờ chỉ cần mấy 11 giờ thôi. Bán tới tối luôn, chiều tối luôn? Tới chiều là về. Chiều là về. Bán như vậy là bao lâu rồi? Có 4-5 năm. 4-5 năm rồi. Trước đó có bán ở đâu không hay là cái địa điểm này không? Dạ. Trước đó thì Út làm gì? Lên đi bán nè. Ở quê ở đâu vậy? Về Vĩnh Long. Từ Vĩnh Long ra tới Đà Lạt đi bán khoai lang. Khoai lang này đừng nói là đem từ Vĩnh Long ra nha. Đó khoai lang mật Đà Lạt. Ừ, khoai lang mật Đà Lạt. Bên trong nó màu đỏ phải không? Dạ. Ra đây mấy năm? 6 năm. 6 năm. Quen với thời tiết chưa? Dạ quen. Chứ trong Vĩnh Long thì cũng the the đúng không? Nhưng mà không có mát bằng đây đâu hả? Dạ. Úc là ra đây 6 năm, bán đây 4 năm rồi. 2 năm đầu ra làm gì? Bán cà phê. Dạ. À, cà phê chắc là cũng gò bó, đôi này là tự do hơn ha. Cái nào cũng chạy hết á. Ủa, xài lên sao? Không ăn được, chạy. thành phố Đà Lạt mỗi một ngày, mỗi một phát triển, mỗi một đổi mới. Cho nên là chúng ta thấy đó, là ở đây tại vì cái tiêu chí ở đây, cái khẩu hiệu ở đây đó, mỗi người một tay, thành phố sẽ sạch đẹp. Chắc là cái lý do đó mà người ta không cho mình bán rong chắc hả? Không, dạ, bán cũng sạch sẽ mà. À. Bán chiều về là quét sạch sẽ. Quét dọn dẹp hết, dạ. Giữ gìn sạch vệ dạ. Sinh ở đây. Mỗi củ khoai gì mình bán bao nhiêu? Dạ, 15.000 còn bắp. 15.000. Bắp có mỡ hành không hay là dạ, không, không có mỡ hành? Đi bán. Đà Lạt nó khác trong Nam không? Dạ. Trong Sài Gòn thì ra là chỉ có bán vậy thôi hả? Mỡ hành nó mỡ, nó lạnh, nó đóng mỡ. Cái đóng mỡ à, ăn là gì ơi cũng khó ăn hơn. Ăn thử khoai lang mật coi như thế nào, cái củ nào mà ấy để làm thử coi. À, hâm nóng lại. Cái này phải chịu khó ngồi đây lắm á, nhưng mà ít ra nó cũng ấm lòng tí xíu phải không? Yeah.
làm thuê là không nổi, giờ ra đây buôn bán vừa vui mà vừa xả chép. Vui không? Vui chứ. À, xả stress. Xả chép. Chỉ cái bí quyết xả stress thôi. Để cho mình giới thiệu cho tất cả mọi người đến đây để xả stress. Thấy khí hậu là lẹt nè, mát mẻ nè, thấy nhiều người. Mình có khách đông rồi mình bán thì tin tiếp khách nó vui vẻ, mình vui rồi. Trò chuyện ha. Dạ. Chia sẻ ha. Dạ. Ở Vĩnh Long có gì hay hơn Đà Lạt? Dạ, Vĩnh Long nóng lắm. Vĩnh Long nóng lắm mà. Dạ, khó làm ăn. Nghe hả? Dạ. Ra Đà Lạt là dễ làm ăn hơn hả? Sáng mấy giờ là mình đi mua khoai, mua bắp, mua đồ để chuẩn bị? Dạ 6 giờ, 7 giờ. 6, 7 giờ sáng. Như vậy ra đây là phải thuê nhà trọ ở? Dạ thuê nhà. Thuê nhà chứ không có trọ, thuê nhà luôn chứ nhà trọ thì thuê phòng á. Thuê phòng. Hai chị em ra ngoài này ở. Tầm tả buôn bán vậy đó. Nhưng mà cái mùa này con đỡ chứ mùa mưa là sao? Dạ mùa mưa thì bán, khi nào mưa thì chạy về. Dạ. Mùa mưa là nó cộng theo cái lạnh nữa đúng không? Dạ. Chịu nổi không? Dạ, cũng thấy bình thường. Quen rồi ha. Dạ. Thế vậy từ khi mà ra đây vừa đi bán vừa này kia, có đi tham quan cái du lịch nào mà muốn kể cho bà con biết cái chỗ du lịch ở đây không? Dạ, chưa có đi đâu. Chưa có đi đâu hết á? Biết từ nhà ra đây với ngoài chợ Đà Lạt thôi chứ chưa đi đâu. Từ nhà ra đây là bao xa? Nhà kế đây nè. Kế bên? Dạ. Rồi ra chợ là bao xa? Dạ, mà ra chợ là chợ Đà Lạt. Nhưng mà phương tiện đi là bằng gì? Dạ bằng xe Honda. Xe Honda? Dạ. Lúc mỗi lúc từ Vĩnh Long ra đi bằng gì? Đi xe đò. Rồi ra đây mới mua xe? Kêu xe ở dưới nhà gửi lên. À, ở nhà gửi lên chiếc xe cho mình rồi. Dạ. Bây giờ mình có cái phương tiện đi tới lui rồi không? Dạ. À, và tất cả những cái dụng cụ này với hai chị em là bỏ lên xe là chạy thôi. Dạ. Mỗi ngày như vậy. À, 24/7 luôn. Dạ. Tết nhất là có về quê không? Dạ con chưa về. 6 năm chưa về quê? Tết năm nay cũng chưa về. Ồ, Tết năm nay thì chưa về thôi chứ còn 6 năm kia thì có về rồi. Dạ. Cái này nóng hổi vừa thổi vừa ăn đúng không? Dạ. À, nhìn thấy hấp dẫn á. Khoai lang mật. Ăn luôn vỏ luôn hả? Không, chú lột vỏ ra. Lột vỏ hả? Dạ. Ngọt chút. Ngọt. Còn ngọt. Nướng khoai sống á, ngon. Nướng khoai sống. Dạ. Khi mà nó chín lên rồi là nó dày nè. Còn nhiều người nó lột qua rồi bị nướng không ngon. Không ngon, nó lúc nó bở luôn hả?